Chị gửi lại em số tiền em cho chị mượn. Còn đây là tiền thưởng. Thôi, chị giữ đi. Mà chị ổn không? Chị không cần tiền nữa đâu. Bây giờ chị còn cần tiền làm gì nữa? Tại vì quán của anh có chút việc cho nên anh tới trễ. Sorry em nha. Mình hẹn nhau buổi tối rồi mà anh tới trễ nữa, mốt anh sắp xếp thời gian cho nó kỹ. Ok, anh biết rồi. Mà sao anh không đi xe, anh đi taxi hoài vậy? Anh nói rồi, xe của anh còn để ra ra, chưa sửa xong. Xe của anh hư cả tháng rồi mà sửa chỗ này không được, mình đem đi chỗ khác đi anh chứ. Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa được không? Bây giờ em thích ăn cái gì? Gì cũng được. Ok. Anh có chỗ này hay lắm, mình đi nha. Anh biết là em không thích ăn mấy món này mà. Chỗ này coi vậy thôi, nhưng mà nó ngon lắm. Em ăn đi. Nhưng mà hôm nay anh hứa dẫn em đi chơi bù sinh nhật mà. Bây giờ cũng trễ lắm rồi. Anh định là ăn xong rồi anh đưa em về. Hôm khác mình đi nha. Lỡ mình không còn hôm nào khác nữa thì sao? Anh đừng có đánh trống lảng nữa, anh trả lời em đi. Anh ngước lên nhìn em đi, Minh Quang. Em nuốt không nổi. Anh thay đổi rồi. Anh không tới sinh nhật em. Hôm nay anh hẹn cũng trễ. Anh hứa bù cho em lần này tới lần khác mà lần nào anh cũng thất hẹn. Anh hết ưu tiên em rồi. Thật ra ngày sinh nhật của em, quán của anh có hai đứa chưa đủ 18 tuổi nó vô chơi. Thì em cũng biết rồi đó. Xe của anh không có hư. Mà anh bán. Nhà của anh cũng bán luôn rồi. Bây giờ cái quán đó đó, sắp tới anh cũng sang luôn. Ngày hôm nay anh rất mệt. Anh rất mệt Mỹ Anh à. Dạ anh rất cần. Anh rất cần em ngồi lại với anh, ăn cái món mà anh rất yêu thích từ nhỏ tới bây giờ. Những chuyện mà anh đang gặp đâu phải do em đâu đúng không vậy?
Sao anh trút hết mệt mỏi nó lên đầu em vậy? Nếu như một ngày anh không còn tiền nữa và không chiều em được, thì em có chịu được hay không? Nhưng mà đấy là lần đầu tiên anh nói với em mấy cái này mà. Anh cần tiền thì anh nói với em là người yêu của anh, mình hoàn toàn có thể nói về mấy cái này mà. Thôi, mình đừng có nói chuyện này nữa hay không? Anh xin lỗi. Em nghĩ là anh đi trước đi, em ngồi đây suy nghĩ lát. Mì anh, ý của anh không phải vậy, em đừng có hiểu lầm mà. Anh đi đi. Tính tiền cho em đi chị. Em ổn không? Thật ra thì anh cũng muốn. Hay là tụi mình nói chuyện với nhau, được không? Anh có pha cocktail theo tâm trạng không? Tâm trạng của em sao? Có tâm trạng không biết nữa không? Hay là em vô quầy ba pha giùm anh được không? Anh là chủ quán hả? Anh là cô Liên. Ok, vậy mốt em qua quậy anh ngoài luôn. Xin lỗi. Đợi anh chút nha. Okay. Em ơi, cho hai shot. Cho em hai hộp cơm tấm mang về.